Nhưng mà anh không biết phải làm thế nào cả. Không sao cả, anh cứ thử đi. Anh đã nói dối em từ bao giờ? Tỷ à, anh xin lỗi em. Anh đã sai khi giấu em. Nhưng mà... Tại sao? Anh sợ điều gì? Hay là anh lo em ghen? Hay chính bản thân anh lung lay? Tình cũ không rủ cũng tới. Có gì Ngọc nói đi. À, tôi biết là Thủy bận. Nhưng có việc này tôi nghĩ là Thủy cần biết. Tôi cũng phải nói với Thủy để tránh hiểu lầm sau này. Việc là bác Mai đang nhờ tôi giúp xét nghiệm ADN của Quang và anh Minh.